Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Masabin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về masapin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần Cephepin dạng bào chế thuốc bột pha tiêm công dụng nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới đường tiểu da và cấu trúc da khoang bụng đường mật phụ khoa nhiễm khuẩn huyết chứng sốt giảm bạch cầu Viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ em. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với cefepam hoặc kháng sinh nhóm cephalosporin, penicillin hay beta lactam khác. Liều dùng. Thời gian điều trị 7 đến 10 ngày. Người lớn và trẻ trên 40 kg. Những khuẩn nhẹ, trung bình, 0,5 đến 1 g mỗi 12 giờ, TMIV hoặc IM. Những khuẩn nặng, 2 g mỗi 12 giờ tiêm IV những khuẩn đe dọa tính mạng 2 gam mỗi 8 giờ tiêm IV trẻ dưới 40 kg 50 mg trên 1 kg mỗi 8 đến 12 giờ trẻ dưới 2 tháng tuổi 30 mg trên 1 kg mỗi 8 đến 12 giờ liều dùng cho trẻ em không được vượt quá liều khuyến cáo dùng cho người lớn lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng có biểu hiện dị ứng đặc biệt là với thuốc người suy thận Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ dưới 2 tháng tuổi không dùng. Tác dụng phụ Nổi mẩn, ngứa, mề đay, buồn nôn, nôn, nhiễm candida miệng, tiêu chảy, viêm đại tràng giả mạc, viêm tại chỗ tiêm truyền, nhức đầu, sốt, viêm âm đạo, ban đỏ, đau bụng, táo bón, giãn mạch, khó thở, choáng váng, dị cảm, ngứa ở đường sinh dục, sao trộn vị giác thận trọng đối với phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nhà sản xuất Công ty cổ phần Pimefaco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Masapin, đồng thời biết cách sử dụng Masapin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.